Em chào tất cả các bác nhé. Đến cái video của ngày hôm nay là em giới thiệu với các bác về khâu chuẩn bị trồng cây. Cụ thể là cái đồi này là em đang thiết kế là trồng cây hông nhé các bác nhé. Đây, ngày hôm nay thì em lên đang bón bón lót cho cây. Đó là khâu chuẩn bị là khá mệt, em đang nấc quá nhỉ. Thì buổi chiều hôm nay hai mẹ con là đang chuyển cái phân trâu bò ấy, phân trâu bò hoai mục đấy các bác nhá, thì lên trên này. Thì trước đó thì đây bố mẹ em đã cho thuê mọi người mượn nhân công ấy, thì lên đây cuốc hố đã phát dọn và cuốc hố xong nhá. Cái đồi này thì là nó là một cái vườn keo vừa khai thác nhá các bác nhá, chỗ diện với diện tích là ngót nghét 2 ha. Mọi nhìn này, đồi thoai thoải rất đẹp nhá. Thì là vừa khai thác xong keo thì bây giờ chuyển trồng thí điểm một đồi cây hông nhá các bác nhá. Cây hông mà cách đây mấy tháng em có đăng một cái video là cây phát triển cực mạnh ấy, thì bác nào đã được xem video thì chắc cũng hóng xem. Thì bây giờ quy trình là mấy ngày vừa qua thì đang bón lót, cuốc đã phát dọn cuốc hố rồi và bón lót xong thì chỉ chờ mưa mà đem cây giống trồng nhá. Thì chờ ngày trời mưa với sau khi bón lót xong ấy, để khoảng một thời gian khoảng nửa tháng các bạn, cho phân nó hoai mục dưới đất đi, mà bắt đầu lấy cây giống về trồng. Thì quá trình đấy các bác đón nhận video, các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhé, ấn nút chuông để mà ít nữa em trồng xong xem sự phát triển của cây hông nó như nào, các bác xem tiến trình nó phát triển ra sao. Thì em sẽ quay từng giai đoạn từ lúc trồng cho đến 1, 2 năm đến 5 năm, 6 năm xem cây nó như nào. Bác nào quan tâm thì thấy hữu ích thì hãy cho em một nút like và nút đăng ký kênh để đón chào. Thì đây, thì với quy cách nhé các bác nhé, thì với chuẩn bị hố là 60 x 60 nhé, 60 x 60 là chiều rộng của hố nhé. Và phân thì chỉ 2 đến 3 cân phân chuồng hoai mục thôi. Phân trâu bò hoai mục nhá các bác nhá. Đó, xong là bắt đầu đảo xuống lấp đợi trời mưa. Và khoảng cách của hố ấy. Đây là quy cách này. 1 này, 2 này. 60 nhá, 60 x 60. Còn khoảng cách giữa cây cách cây thì 3 m. Hàng cách hàng 4 m các bác nhá, gọi là 3 x 4 nhá. 3 x 4. Và 1 ha thì chỉ trồng được khoảng hơn 800 cây thôi. Hơn 800 cây các bác nhá. Thì đây, sau khi đây một phần là hôm nọ. Đây. Bây giờ là đảo cuốc đảo. Đảo xong, sau khi đảo xong nó như này, dưới này. Các bác này. Hố thì khá là đạt tiêu chuẩn các bác. Hố thì đây các bác xem gang này. 1 gang, 2 gang, 3 gang, tận 4 gang liền. Đó, này, phân chuồng hoai mục. Nó có nói rất nhiều con mối các bạn này. Đang lo ngại nhé, thì ít nữa đang dự kiến là bón phân xong lúc bắt đầu trồng ấy thì chắc phải phun. Khoác bình lên phun các bạn, phun con mối. Đây, sau khi bón phân xong là lấp đảo như này. Đây nhá, đây đã được lấp vào đảo. Đó, lấp đảo như này nhá. Đấy, lấp đảo như này rồi chờ ủ khoảng một tháng càng tốt, không thì cứ chờ trời mưa là được, bởi vì phân cũng đã hoai mục rồi. Kia buổi chiều hôm nay của em còn một đống phân nghĩa nữa. Đó các bạn, làm nông thì cứ đụng chạm đến phân trâu phân bò ấy các bạn. Thì với cái diện tích ngót nghét 2 ha này nhá các bạn nhá. Ngót nghét 2 ha nó ra tít đến đằng bên kia, lật xuống bên kia nữa cơ. Thì các bác hãy theo dõi em bằng cách bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh luôn. Ấn chuông để tất cả. Còn bác nào mà đăng ký rồi thấy video của em hữu ích ấy, thì các bác hãy cho em một nút like để em có động lực quay từng giai đoạn phát triển của cây hông cho các bác xem nó là như nào. Thì đây, em còn buổi chiều hôm nay còn hai đống phân này. Rồi tranh thủ lúc giải lao thì quay chia sẻ với các bác một chút. Đây là mẹ em là rất chịu khó các bác. Mẹ thì cứ hay ra đây đốt này, đốt dọn này, những cái giò này nhá, đốt trực tiếp xuống đây này. Thì chỗ này nó có giò này chắc chắn nó cũng sẽ đẹp này. Em bón lượng phân nó ít đi.
Đó, còn bởi vì cái đồi này ấy, thì phân lượng phân nó khá là nhiều nên sẽ không đủ được các bạn, nên là bón phần nào đây. Một phần thì em sẽ bón, chắc là phải bón phân hóa học, phân NPK đấy, phải phân NPK thì các bác nên bón cái loại này nhá. Nó là loại này nhá, thành phần đấy. Đây, nó là NPK của nó là 12, 5, 10 và 14. Đó, đấy là thành phần của nó. Phân bón NPK Lào Cai. Phân này thì giờ nó là gần 700.000, 600 mấy đấy, 608, 609 gọi 700.000 đến đồi. 700.000 một tạ nhá các bác nhá. Thì chỉ lấy vài tạ thôi thì là bón được rất nhiều. Nhưng mà đây, còn đây là vẫn là đang phân trâu bò. Đấy, phân trâu bò hoai mục ấy. Hiện tại là còn trên kia mấy chục bao nữa, dưới này còn mười mấy bao nữa, em mới bón được có 20 bao thôi. Thì thôi, video thì các bác chờ đón xem là sau này em trồng như thế nào. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng và xem, nói chung làm video chia sẻ thôi các bác. Trồng xong xem sự phát triển của nó như nào. Thì nếu mà các bác thấy nó phát triển thì các bác có thể là đến thăm thăm và trồng theo. Và em nhắc lại nhé, cây hông này là em đang dự kiến là mua giống ngoài thị trường nhé các bác nhé, em không trồng theo dự án. Cây hông của dự án là cây người ta cho không và phân cho không, nhưng mà em sẽ hoàn toàn đây, bố mẹ là quyết định là trồng, tự trồng thôi các bác. Đấy nhé các bác nhé, em đó. Thì hôm nay là cũng mới đầu tháng 8 âm lịch rồi, thì các bác hãy theo dõi, chắc cũng phải mất nhanh cũng phải tầm 2 tuần nữa mới được trồng các bác. Mà đồi này thì em nhắc lại là đã vừa khai thác xong keo nhá, thì cây keo thì mọc rất nhiều luôn, và cây keo nó tự mọc rất rất nhiều và cây bồ đề. Nhưng mà vì cây hông thì theo như đánh giá thì nó được giá thành, tức là sản lượng trên 1 ha nó đạt nhiều hơn là cây 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 bồ đề và cây cây keo, nên là thí điểm trồng một đồi. Nếu mà thành công thì có thể trồng thêm vài đồi nữa, nhưng mà cũng đầu tư khá nhiều các bác nhé. Vâng, còn mọi bác thì có ý kiến thì để lại phần bình luận bên dưới nhé. Em xin kết thúc video và tiếp tục công việc nhé các bác nhé. Đó.